Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài 5 hình có trục đối xứng, trang 108. Một lớn là hình có trục đối xứng. Chúng ta lấy hai chiếc eke giống nhau, xếp thành hình như hình 42. Và lấy một 4 tấm bìa giống nhau, xếp thành hình giống như hình 43. Ta nhìn thấy ở đây ta có một đường thẳng D chia cái hình này ra thành hai nửa, và hai nửa này bằng nhau, giống nhau đúng không, vì nó đều là cái thước giống nhau đúng không, đều là cái eke giống nhau. Như vậy hai cái nửa này đều giống nhau. Tương tự ở đây chúng ta sẽ chia đôi ra cái hình này ra. Như vậy mỗi bên nó đều giống nhau. Hình như vậy ta gọi nó là hình có trục đối xứng. Ở đây trục đối xứng là trục D. Đường thẳng D này được gọi là trục đối xứng của hình. Đấy. Trục đối xứng là cái trục mà chia đôi cái hình nó ra làm hai phần bằng nhau, giống nhau, đúng chưa? Vậy ta gọi là trục đối xứng. Và hình có trục đối xứng như này ta còn gọi là hình đối xứng trục. Hai lớn là trục đối xứng của một hình. Ví dụ ở đây ta có đoạn thẳng AB. Đoạn thẳng AB này, O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ta có đường thẳng D đi qua trung điểm của đoạn AB này và vuông góc của đoạn AB này. Thì cái đường thẳng D này được gọi là trục đối xứng của đoạn AB này. Vì nó chia đoạn AB này làm hai nửa bằng nhau, giống nhau đúng không? OA, OB. OA bằng OB mà, đúng không? Cũng giống như vậy, hình tròn này, tâm O này, ta dùng một cái đường thẳng chia đôi hình tròn này đi qua tâm O này. Vậy nó sẽ chia hình tròn ra làm hai nửa giống nhau. Như vậy hình này, hình tròn này cũng có trục đối xứng, đúng không? Đây chính là trục đối xứng của nó, là đường thẳng đi qua. Trục đối xứng của hình tròn sẽ là đường thẳng đi qua tâm của nó, đúng không? Còn cái đoạn thẳng AB, trục đối xứng của nó sẽ là đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc với cái cạnh đó, với đường thẳng, đoạn thẳng đó. Tiếp theo là hình ta thấy hình đây là hình gì? Hình thang. Hình thang này là hình thang cân. Ta sẽ vẽ được một đường thẳng đi qua hai cái đỉnh, hai cái đáy đúng không? Hai cái đáy chia đôi thành hai nửa bằng giống nhau, đúng không? Và cái hình thang cân này ta gọi hình thang cân này là có một trục đối xứng. Đó là đường thẳng A. Tiếp theo đây là hình lục giác đào. Hình lục giác đào này có 6 trục đối xứng. Đấy. Ví dụ ở đây ta sử dụng trục đối xứng này thì chia cái hình này ra làm một nửa ở đây và một nửa bên này, đúng không? Giống nhau. Như vậy hình này có rất nhiều trục đối xứng, có 6 trục đối xứng cơ. Chúng ta vận dụng tìm một hình có trục đối xứng và chỉ ra trục đối xứng của hình đó. Ví dụ ta vẽ một cái tam giác. Ta vẽ tam giác đào. Đấy. Tôi thấy là cái tam giác này có trục đối xứng đúng không? Trục đối xứng sẽ đi qua đỉnh của tam giác và cái cạnh đối diện của nó. Cạnh đối diện này chia đôi ra. Chia đôi. Đấy.
chính là trục lối sống của nó chính là cái đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với lại trung điểm của cái cạnh đối diện này. Như vậy ở cái hình này chúng ta sẽ vẽ được ba trục đối xứng tam giác này, có ba trục đối xứng đi qua đỉnh và vuông góc với lại cạnh đối diện, đúng không? Đấy. Đấy, nếu ta dùng cái trục này nó sẽ chia làm hai nửa đây, đúng không? Hai bên. Như vậy cái hình này chúng ta có ba trục đối xứng. Hoặc là chúng ta có hình như gì nhỉ? Giống như hình vuông chữ nhật, đúng không? Cũng vậy. Hình vuông hoặc là hình chữ nhật. Đây, ta sử dụng hình chữ nhật chẳng hạn nha. Đấy, cái hình này thì sẽ có hai trục đối xứng. Một trục đối xứng nằm ngang, đúng không? Chia cái chiều dọc của nó ra làm hai phần giống nhau. Trục đối xứng nữa là trục đối xứng dọc như này. Đấy. Cái hình này có hai trục đối xứng. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm bài tập của bài này. Phần bài tập. Bài 1. Trong các hình 48, 49, 50, hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó, kể cả màu sắc và họa tiết. Chúng ta quan sát hình thứ nhất là hình 48. Hình 48 ta có trục đối xứng như sau. Hình này có trục đối xứng, có thể chia ra đây, đúng không? Chia đôi chỗ này ra. Đấy. Sẽ chia dọc cái chữ H in hoa này ra thành hai phần bằng nhau, giống nhau, đúng chưa? Và hình này có hai trục đối xứng, một trục đối xứng dọc mà một và một trục đối xứng ngang. Đấy. Đây cũng là một trục đối xứng nữa. Đấy. Hình 49 cũng có trục đối xứng. Ví dụ đây, từ cái đỉnh này xuống cái đây, góc này. Đây là một trục đối xứng này. Đấy. Đây một trục đối xứng nữa này. Cứ từ đỉnh xuống cái góc này là một trục đối xứng. Chia làm hai phần bằng nhau, đúng không? Đấy. Chúng này đã chia này là hai nửa bằng nhau, đối xứng nhau. Hoặc là đây, đây cũng là trục đối xứng, đây cũng là trục đối xứng. Như vậy ở hình này ta có 1, 2, 3 trục đối xứng. Đây thêm một trục nữa, đúng không? Đây nữa là 4 trục đối xứng. Đấy. Nào. 1 2 3 4 5. Có tất cả 5 trục đối xứng. Hình sang hình 5. 5. Nếu ta chia này ra đúng không? Đây. Tầm đây. Đi qua chỗ này. Cái họa tiết tím tím này, chia đôi ra. Như vậy ta được hai nửa giống nhau chưa? À, đây là một trục đối xứng đúng không? Hoặc là đây. Đấy. Hai trục đối xứng, được chưa? Hoặc là đây.
chia đôi cái này ra. Một trục đối xứng nữa là 3. Và đây nữa đúng không? Từ cái họa tiết này chia đôi cái đoạn họa tiết này ra. Như vậy chúng ta sẽ có là hình này có 4 trục đối xứng. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 2. Trong hình 51, các hình từ A đến C, hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó. Hình thứ nhất chúng ta quan sát ngay hình A này là có trục đối xứng, đúng không? Hai bên nó giống nhau rồi này, ta chia đôi nó ra. Trục đối xứng này. Đây chính là trục đối xứng của nó. Dọc con này có một trục đối xứng. Như vậy hình A này có một trục đối xứng. Hình B. Đấy, nếu chúng ta kẻ đây đúng không? Chúng ta nhìn này nào. Đây, nó không đối xứng với nhau đúng không? Cái hình này nó là hình vàng vàng đây, thì bên này nó phải là vàng vàng đối diện chỗ này. Đấy, nhưng lại lệch bên dưới này. Như vậy nó không đối xứng rồi, đúng không? Như vậy cái hình này không có đối xứng. Hình này không có trục đối xứng này. Hoặc chúng ta để này, thử này, đúng không? Thử này chúng ta thấy là ở đây. Đấy. Thì ở đây, chỗ này này, bên này nó phải là có cái bằng vàng đúng không? Ở đây nó không có thế nào cả, không đối xứng với nhau. Vậy chúng ta nhìn thấy cái hình này là không có trục đối xứng đâu. Hình B này không có trục đối xứng. Hình C. Hình C này có một trục đối xứng dọc này. Đấy. Đây là một trục đối xứng. Và nếu ta chia chỗ này ra, đúng không? Chia đôi chỗ này ra cho nhân nhìn ở đây. Đối xứng với nhau đây, đúng không? Đây, đây, đến trắng, đến đỏ, đến tím, đúng không? Vậy ta chia đôi này ra nữa. Chiều ngang, đúng không? Thế đây. Đối xứng với nhau đây. Cái này đối xứng với cái này đây, hình này đây, đúng không? Hình tam giác này. Màu xanh này, đấy, đối xứng với nhau đấy, đúng không? Trắng này đến trắng này, đến đỏ, đúng không? Đối xứng. Như vậy cái hình C này có hai trục đối xứng. Bài tập số 3. Tìm một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn. Trong thực tiễn thì một số hình có trục đối xứng, ví dụ như cái lá này, đúng không? Cái lá này này có trục đối xứng. Nguyên cái cành lá này không thôi. Đấy, chúng ta thấy ở đây có trục đối xứng ở đây, đúng không? Chia đôi ra, hai bên đối xứng nhau, đúng không? Hay là con cánh cam này, con bọ cánh cứng này, đúng không? Cũng có trục đối xứng ở đây, ở trên lưng đây, đúng không? Thẳng đây, chia đôi nửa người ra, đấy. Đây chính là trục đối xứng của con cánh cam. Hay là con bướm cũng có trục đối xứng, đúng không? Hai cánh hai bên giống nhau. Đây chính là trục đối xứng của con bướm đây. Đấy, chia đôi ra. Đối xứng nhau chưa? Đuôi đuôi này, cánh cánh trên này, đúng không? Cánh dưới này, đối xứng nhau. Đấy. Hay là ở trong nghệ thuật, người ta cũng dùng sử dụng bố cục có dạng đối xứng. Ví dụ như ở đây, đúng không? Cái họa tiết hoa này. Đây này, có dạng đối xứng này, đúng không? Đối xứng hai bên, đúng không? Đấy. Hay là cái hình này cũng vậy, đúng không? Chia ra này, đây có đối xứng này, đúng không? Đấy. Cái này có đối xứng thế này. Đối xứng hai bên này. Hay là cái hình nền gạch, cái hoa đá hoa của chúng ta lắp gạch nền ấy. Lắp gạch lắp nhà đấy, đúng không? Cũng thường sử dụng cái hình có đối xứng này, đúng không? Đấy, họa tiết đối xứng đấy. Hay trong xây dựng này thì người ta cũng sử dụng cái trục đối xứng này vào để làm. Đây ví dụ ở đây. Chú nhìn đây, cái cổng đây đúng không? Hai bên nó giống nhau, đúng không? Trục đối xứng nữa là như thế này, đúng chưa? Đấy. Hai bên giống nhau. Hay là cái tháp này thế, đúng không? Trục đối xứng chính ở giữa này. Đúng không? Đấy. Như vậy bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các em ở trong bài học tiếp theo.
Bài tiếp theo chúng ta sẽ học bài 6 là hình có tâm đối xứng.